Lãnh đạo huyện Thống Nhất mới đây đã tới thăm tòa giám mục Xuân Lộc và chúc mừng giám mục Damin Nguyễn Tuấn Anh vừa được tòa thánh Vatican bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thống Nhất đã chúc mừng tân giám mục phụ tá Damin Nguyễn Tuấn Anh, người đã có thời gian cống hiến cho đạo đời và với đức độ của mình, nay được tòa thánh Vatican công nhận là giám mục phụ tá của giáo phận Xuân Lộc. Hiện nay, huyện Thống Nhất có trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc. Chính quyền huyện Thống Nhất luôn hướng dẫn hỗ trợ trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi trong việc xây dựng các công trình tôn giáo, cũng như việc tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo, đặc biệt là các ngày lễ lớn của giáo phận Xuân Lộc. Lãnh đạo huyện Thống Nhất tin tưởng, trên cương vị mới, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Tuấn Anh sẽ cùng với giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, quý linh mục, quý tu sĩ và đồng bào công giáo của giáo phận Xuân Lộc tiếp tục xây dựng, vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa giáo phận Xuân Lộc với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thống Nhất, cùng chung sức góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Thống Nhất nói riêng ngày càng phát triển hơn, giàu đẹp hơn.